Theo những hộ dân bị thiệt hại trong vụ sạt lở đất cho biết, thủy triều hạ thấp kèm theo mưa lớn những ngày qua khiến chân đất yếu, nước rút nhanh là nguyên nhân dẫn đến sạt lở. Quá trình sạt lở bất ngờ và xảy ra rất nhanh, người dân không phát hiện mặt đất bị rạn nứt trước đó nên không kịp phòng bị. Nhiều vật dụng hàng hóa kinh doanh bị nhấn chìm dưới lòng sông. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ các gia đình trục vớt đồ đạc, xuất kinh phí hỗ trợ mỗi hộ thiệt hại 2 triệu đồng. Hiện tại gần khu vực sạt lở còn có 2 căn nhà liền kề đã xuất hiện những vết rạn nứt. Chính quyền xã Tam Giang Tây kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng tránh sạt lở, nhanh chóng di chuyển đồ đạc có giá trị đến nơi an toàn, không để người già, trẻ em, phụ nữ ngủ đêm, tránh những rủi ro khi xảy ra sạt lở đất.